Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Sáu ngày 9 tháng 6 với những chuyên mục Tin Thời Sự và kế đến là chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Cảm động câu chuyện tại bệnh viện nơi Đức Thánh Cha Francisco hồi phục sau phẫu thuật. Đức Hồng Y Zuppi và Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố. Một Đức Nguyên Tổng giám mục khấn trọng thể trong dòng Trappist và Liên hội đồng giám mục châu Á tổ chức hội nghị tại Việt Nam. Sau đây là phần tin chi tiết. Cảm động câu chuyện tại bệnh viện nơi Đức Thánh Cha Francisco hồi phục sau phẫu thuật. Văn phòng báo chí Tòa Thánh tiếp tục cập nhật thông tin về quá trình phục hồi của Đức Thánh Cha Francisco sau ca phẫu thuật. Sau ca phẫu thuật bụng vào thứ Tư ngày 7 tháng 6 vừa qua, Văn phòng báo chí Tòa Thánh đã cập nhật tình hình sức khỏe của Đức Thánh Cha. Vào chiều thứ Năm ngày 8 tháng 6, Giám đốc Văn phòng báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni cho biết Đức Thánh Cha Francisco đã dành một ngày nghỉ ngơi. Ông cho biết thêm rằng Ngài đã trải qua một đêm bình an. Tình trạng chung về sức khỏe của Ngài tốt và hoàn toàn tỉnh táo. Các nhân viên y tế theo dõi quá trình hậu phẫu của Đức Thánh Cha báo cáo rằng Ngài đang theo chế độ đồ ăn lỏng. Các thông số như huyết áp và hô hấp của Ngài đều ổn định. Quá trình hồi phục sau phẫu thuật diễn ra bình thường. Trong thời gian dưỡng sức tại bệnh viện, Đức Thánh Cha Francisco nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khắp nơi trên thế giới. Ông Bruni cho biết, Đức Thánh Cha đã nhận được những lời nhắn hỏi thăm và tình cảm yêu mến của mọi người trong vài giờ qua. Ngài bày tỏ lòng biết ơn và mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho Ngài. Đặc biệt nhất, đó là món quà từ gia đình cậu bé Miguel Angel. Em đã được Đức Thánh Cha rửa tội vào ngày 31 tháng 3 vừa qua, dịp Đức Thánh Cha ghé thăm bệnh viện. Lần này, em đã gửi cho Đức Thánh Cha một bức tranh chúc Ngài bình an và mau khỏe. Đích thân Đức Thánh Cha đã gọi điện cảm ơn gia đình qua điện thoại. Theo lịch trình phục hồi, Đức Thánh Cha Francisco sẽ ở lại bệnh viện từ 5 đến 7 ngày. Các cuộc tiếp kiến của Ngài tạm hoãn cho đến ngày 18 tháng 6. Các phóng viên, nhà báo từ khắp thế giới đã tập trung bên ngoài bệnh viện Gemelli để cập nhật tin tức về sức khỏe của Đức Thánh Cha. Đức Hồng Y Zuppi và Bộ Ngoại giao Nga đưa ra tuyên bố. Vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, trong buổi giới thiệu cuốn sách có tựa đề Ý nghĩa tôn giáo, Đức Hồng Y Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã cho biết chuyến đi của Ngài tại Kiev không phải là một hoạt động làm trung gian, nhưng là một sự biểu lộ quan tâm, gần gũi, lắng nghe để cuộc xung đột có thể tìm được những con đường hòa bình. Về phía Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Moscow, bà Maria Zakharova, đã trả lời với hãng tin TASS rằng Nga đánh giá tích cực những cố gắng của Vatican tạo điều kiện cho sự chấm dứt xung đột tại Ukraine và nhìn nhận ước muốn chân thành của Tòa Thánh giúp đỡ tiến trình hòa bình. Nhưng cho đến nay, Vatican chưa khởi sự những bước cụ thể để có cuộc viếng thăm của Đức Hồng Y Matteo Zuppi tại Moscow sau cuộc viếng thăm tại Kiev. Đức Tổng giám mục Paolo Pezzi, Tổng giám mục giáo phận Mẹ Thiên Chúa ở Moscow, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Nga, đề cao tầm quan trọng chuyến đi của Đức Hồng Y Zuppi tại Ukraine và có thể tới Moscow. Một Đức Nguyên Tổng giám mục khấn trọng thể trong dòng Trappist. 5 năm sau khi từ nhiệm, Đức Nguyên Tổng giám mục Lorenzo Bortolini, ST, người Ý, ở Ecuador, tại Nam Mỹ, đã được khấn trọng thể trong một đan viện dòng Sito nhạt phép, quen gọi là dòng Trappist. Ngài năm nay 75 tuổi, sinh tại miền Lombardia, Bắc Ý, thụ phong linh mục năm 1974, và 5 năm sau được Đức Giám mục bản quyền gửi sang làm việc truyền giáo tại Ecuador từ năm 1979. Năm 1993, cha Lorenzo được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục phụ tá, và năm 2007, Ngài làm Tổng giám mục chính tòa giáo phận Porto Viejo ở miền Tây Ecuador. Năm 2018, Đức Tổng giám mục Lorenzo đệ đơn từ nhiệm lên Đức Thánh Cha với ước muốn dành trọn giờ cho việc cầu nguyện. Và vào tháng 11 cùng năm, Ngài vào đàn viện Trappist, Đức Mẹ Thiên Đàng, ở San Pedro gần thủ đô Quito. Đàn viện Đức Mẹ Thiên Đàng được thành lập vào năm 1999, ở trên độ cao 2.900m so với mực nước biển. Đức Nguyên Tổng giám mục Lorenzo đã trải qua trong 5 năm tất cả các giai đoạn, tập viện và khấn tạm. Và vào cuối tháng 5 vừa qua, Ngài đã khấn trọng thể, hoàn toàn trở thành đan sĩ của đàn viện này. Liên hội đồng giám mục châu Á tổ chức hội nghị tại Việt Nam. Từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 6,
tại Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, Giáo xứ Bãi Dâu, Giáo phận Bà Rịa, đã diễn ra hội nghị Liên hội đồng Giám mục Châu Á với chủ đề 50 năm Liên hội đồng Giám mục Châu Á nhìn lại các văn kiện và áp dụng do Văn phòng Phát triển Con người và Vụ Biến đổi Khí hậu tổ chức nội dung. Hội nghị năm nay do Giáo phận Bà Rịa đăng cai tổ chức với sự tham dự của 9 Đức Tổng Giám mục và Giám mục, 15 linh mục, 2 nữ tu và 11 chuyên viên đến từ 11 quốc gia. Với tinh thần nhìn lại chặng đường 50 năm đã qua, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khơi gợi cảm hứng tinh thần làm việc cho hội nghị với những gợi ý liên quan đến giáo huấn của Hội Thánh, những thuận lợi của các văn kiện của Liên hội đồng Giám mục Châu Á trong 50 năm qua trong việc giúp ích cho đời sống của người Kitô hữu. Khởi đầu hội nghị, các tham dự viên đã hành hương đến nhà thờ mù, nơi chôn cất thi hài của khoảng 300 nam tín hữu bị thiêu sống vì đức tin rạng sáng ngày 8 tháng 1 năm 1862. Tại đây, đoàn hành hương cũng đã tham dự thánh lễ do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn chủ sự. Trong những ngày hội nghị, các tham dự viên cũng đi thực tế để tìm hiểu về đời sống địa phương và tìm hiểu về môi trường sống đặc thù ở đây, dự buổi giới thiệu về nhạc cụ và âm nhạc Việt Nam. Phương pháp làm việc của hội nghị là quy tụ và chia sẻ, tìm hiểu và thấu cảm với những câu chuyện về đời sống đức tin và thách thức của bối cảnh xã hội của từng nơi. Mỗi buổi sáng, hội nghị quy tụ nơi bàn tiệc thánh thể và sau mỗi bài chia sẻ của từng quốc gia là 2 phút lắng đọng để hồi tâm và cầu nguyện. Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam đã trình bày với hội nghị về lịch sử và số liệu của Hội Thánh Chúa tại Việt Nam với chủ đề Hành trình đức tin của giáo hội tại Việt Nam. Và Đức cha Giuse Nguyễn Đức Cường, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình, đã chia sẻ về sinh hoạt của giáo hội tại Việt Nam trước những nhu cầu về đào luyện đức tin, bác ái xã hội, giới trẻ, đời sống đức tin và môi trường sống của người tín hữu. Chia sẻ và trình bày của các quốc gia giúp cho Văn phòng Phát triển Con người của Liên hội đồng Giám mục Châu Á có đúc kết cụ thể và đóng góp thiết thực cho Liên hội đồng Giám mục Châu Á khi lượng giá thực tiễn 50 năm đã qua. Đồng thời, kinh nghiệm thực tế sẽ đóng góp tinh thần hiệp nhất trong đa dạng giữa các hội thánh địa phương trong châu lục. Hội nghị cũng chào đón Tiến sĩ Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Nguyễn Ánh Trức, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ và ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu đến chúc mừng và tặng quà hội nghị. Chuyên mục Phút Cầu Nguyện. Lạy Chúa Giêsu, một ngày mới đang mở ra trước mắt con. Mỗi ngày đều là một bất ngờ. Con không rõ những gì sẽ xảy đến cho con, nhưng con biết chắc mình được sống trong vòng tay yêu thương của Chúa, nên con thấy vui tươi và bình an. Mỗi ngày đều là một quà tặng của Chúa, cả niềm vui lẫn nỗi buồn, cả thành công và thất bại, tất cả đều là quà tặng của tình yêu, tất cả đều đưa con đến gần Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con muốn giang tay chào đón ngày mới. Con muốn tận dụng từng phút giây trong ngày để tôn vinh Chúa, để phục vụ tha nhân và phát triển con người mình. Ước gì con luôn sống dưới ánh mắt Chúa và để Chúa làm chủ mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của con. Và ước gì khi đêm về, con có thể tự hào mình đã biến hôm nay thành quà tặng để dâng lại cho Chúa. Amen. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.